Bộ Môi trường Trung Quốc cho biết nước này hiện đang có kế hoạch chi khoảng 65 tỷ đô la Mỹ cho hơn 4.800 dự án riêng lẻ trong nỗ lực cải thiện chất lượng nguồn nước. Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đăng tải thông báo chính thức lên website cho biết chính phủ nước này đã cấp kinh phí 195 triệu đô la Mỹ cho năm 2016, chủ yếu là để cải thiện nguồn nước uống ở đô thị và ngăn ô nhiễm ở các sông chính. Tuy nhiên, khung thời gian của các dự án chưa được đưa ra. Trung Quốc hiện đang chi mạnh tay cho việc cải thiện nguồn nước với hy vọng đảo ngược được những thiệt hại môi trường do hóa chất, nước thải chưa qua xử lý và tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu gây ra. Hơn 2/3 nguồn nước ngầm và 1/3 nguồn nước bề mặt của Trung Quốc được coi là không thích hợp cho con người tiếp xúc. Trung Quốc cũng đã lập ra một hệ thống khen thưởng cho các tỉnh hoàn thành dự án đúng thời hạn và cắt giảm kinh phí cho những khu vực không chi tiêu hiệu quả.